Châu, Ba Bình Nhan. Yeah. À, đây là một sân vận động phải nói là cực kỳ đẹp tại Nghệ An mọi người nha. Anh đang quay ở đây. Đây, mọi người nhìn vào đây. Sân này tên là gì em? Sân vận động Làng Sen. Làng Sen à? Sân vận động Làng Sen. Bây giờ anh sẽ làm một cái game đầu tiên để nhận bóng. Ok không? Thì bây giờ mọi người đứng lùi ra xa 3 bước. Rồi bây giờ 2 bước nữa. Rồi bây giờ ngồi xuống. Rồi mọi người ngồi xuống đi. Ở Nghệ An thì có rất là nhiều bạn nhỏ tài năng. Nên là hôm nay thì anh Phúc sẽ thử thách một cái game đầu tiên. Và nếu mà ai làm được động tác này thì sẽ được quả bóng luôn. Ok. Đây là Nghệ An nên là mình sẽ có một thử thách skill. Bởi vì các bạn ở Nghệ An rất là giỏi. Bây giờ bạn nào mà vòng chân được một quả. Ôi trời ơi. Chết rồi. Bây giờ bạn nào ở đây mà vòng chân được một quả như thế này, anh tặng ngay một quả bóng. Ok. Nào. Ôi. Nách luôn. Nào, xe nào. Ôi giời ơi, rồi. Còn ai không? Cố lên nào. Ai được không? Còn ai được không? Ok, ây da. Tân cũng khéo. Thêm lần nữa. Cố lên. Từ từ rồi. Ôi giời ơi. Ok. Bắt đầu em. Xây luôn. Người tiếp theo. Vỗ tay mọi người. Ôi, chưa rơi. Cố lên. Ok. Bóng đất của em. Yes. Rồi ok. Bây giờ cơ hội rất lớn này. Gôn to này. Đá vào một quả là có bóng luôn. Không phải nói nhiều. Ok. Ai kìa, mẹ gọi về kìa. Về đi học kìa. Cười mẹ, em cười. Bạn nào kìa, mẹ gọi về đi học kìa. Ai mẹ gọi về đi học kìa, ai bạn này đúng không? Ai mẹ gọi? Bạn nào mẹ gọi? Bây giờ về à? Đá một quả đi rồi về. Nhanh lên. Ưu tiên, nhanh. Đá xong rồi về. Sút đâu thì về, nhanh lên. Đây, sút luôn đi, về đi học. Sao? Bắt đầu nha. Công bằng, chưa công bằng. Ai đầu tiên? A few minutes later. Ok, đầu tiên sẽ là bạn Nguyên CR7. Ok, xuất em bắt đầu. Nguyên Ronaldo và với Nhật. Ui giời ơi. Tiếc quá. Trời ơi. Lộc. Siêu gái rồi. Hay quá em. 3, 2, 1, xuất hiện. Lập. Trời ơi. Quá xinh cho Lập. Trời ơi. Ok. Trời ơi. Bắt không vào. Hay quá. Hay. Trời ơi. No!
Yes. Wow, hay quá em ơi, tiếp không vào. Tiếc quá. Người tiếp theo. Come on. Rất lực ơi. Ôi trời ơi, giúp chúng bố phá người đau này. Không có. Let's do it. Trời ơi, anh Nhật bấm một tay luôn. Người tiếp theo. Wow, một chàng trai đến từ MU. MU. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, người tiếp theo nào. Ok, ở cuối nhá. Rồi. Bỏ cuối cùng này, chàng trai Paris này. Rồi. Paris, sút đi em. Trời ơi. Xin chào, 37 yên. Yeah.